Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, không giống như những đợt không khí lạnh mạnh vào đầu tháng 11 hàng năm, thường gây ra trạng thái thời tiết khô hanh trong nhiều ngày. Do đợt không khí lạnh lần này lại có thiên hướng là lệch biển nhanh, nên nhìn trên bản đồ độ ẩm cho thấy là độ ẩm không khí trên toàn khu vực Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai sẽ còn tăng dần lên và đều phổ biến ở mức là trên 80%. Về đêm và sáng sớm thì trời vẫn duy trì nhiều mây, nhưng ở trên cao thì dòng xiết gió Tây lại đang có xu hướng là hạ thấp xuống nên vẫn tiếp tục gây mưa rào cho khu vực các tỉnh Tây Bắc, bao gồm trong đó có các tỉnh như là Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Trong khi đó, các khu vực còn lại thì mưa nhỏ chỉ xuất hiện vài nơi nhưng hiện tượng sương mù sẽ xuất hiện dày hơn. Do không khí lạnh suy yếu và lệch đông nhanh nên nhiệt độ trong đêm nay cũng có xu hướng tăng chậm dần. Trời chỉ còn rét nhẹ tại khu vực Trung Du và Đồng Bằng với nhiệt độ dao động là từ 18 đến 21 độ. Vùng núi phía đông các tỉnh như là tại Cao Bằng, Lạng Sơn là từ 16 cho đến 18 độ. Riêng Sapa vẫn dao động xung quanh ngưỡng là 13 độ. Sang ngày mai trời khô ráo hơn trên toàn khu vực và trong khoảng trưa chiều sẽ đôi lúc hửng nắng cùng với nhiệt độ tăng lên. Trời ấm áp dần và nhiệt độ cao nhất sẽ dao động ở mức là từ 25 cho đến 28 độ. Khối không khí lạnh lệch đông nên trong đêm nay và ngày mai thì trường gió đông bắc tác động đến miền Trung cũng sẽ suy yếu hơn. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế cũng như là ở khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh thì trời tạnh ráo hơn. Trong khi đó tại khu vực các tỉnh như là Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế thì mưa sẽ có xu hướng là giảm đi so với 24 giờ trước đó. Chỉ còn có mưa nhỏ về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực dao động ở mức là từ 20 đến 23 độ. Vào trưa chiều mai sẽ tăng lên là 26 cho đến 29 độ. Với khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, do vùng nhiễu động trong đới gió đông trên cao vẫn còn duy trì trong đêm nay và ngày mai, trời vẫn tiếp tục nhiều mây, có mưa rào xảy ra bất kể thời điểm nào trong ngày nên thời tiết vẫn chưa thuận lợi cho các hoạt động giao thông và đi lại của người dân. Biên độ nhiệt ngày đêm tại đây cũng chỉ dao động ở mức là từ 24 cho đến 29 độ. Nơi có tiết trời khô ráo nhất ở khu vực miền Trung là hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Do không chịu ảnh hưởng của hệ thống thời tiết đặc biệt nào nên tại đây mưa ít, chỉ xảy ra cục bộ, do đó nền nhiệt độ cao hơn phía Bắc với mức nhiệt cao nhất ngày là từ 31 cho đến 32 độ. Về đêm và sáng trời mát mẻ. Thời tiết ổn định nhất trên cả nước vẫn là khu vực Tây Nguyên. Trong đêm nay trời nhiều mây và se lạnh, tuy nhiên khả năng vẫn ít mưa. Đến trưa chiều mai khu vực hửng nắng với nhiệt độ lên cao ở mức là từ 29 đến 31 độ. Riêng tỉnh Lâm Đồng có nhiều mây hơn và có mưa rào nên nhiệt độ sẽ còn giảm hơn. Do nằm ở phía bắc của dạnh áp thấp gây mưa nên thời tiết tại các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ sẽ bất ổn định hơn. Mưa dông được dự báo là tiếp tục lặp lại trong thời điểm đêm nay và trưa chiều mai, cùng nền nhiệt độ biến động không nhiều. Bà con ở những vùng tiếp giáp biển như là các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau vẫn cần phải lưu ý khả năng có mưa dông mạnh kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc xoáy, gió giật mạnh nên khuyến cáo các tàu thuyền của bà con ngư dân là cần phải hết sức cẩn trọng. Cuối cùng là những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, các vùng biển phía Bắc và giữa Biển Đông vẫn chịu sự chi phối của trường gió Đông Bắc đến Đông với cường độ trung bình nên sóng biển cao dưới 2 mét. Thời tiết cũng chưa có nhiều biến động đặc biệt, phổ biến là có mưa ở một vài nơi. Tuy nhiên, tại khu vực của Vịnh Bắc Bộ thì vẫn còn nhiều mây và có sương mù trong buổi sớm nên khuyến cáo tàu thuyền về tầm nhìn sẽ bị hạn chế. Với các vùng biển phía Nam thì vẫn cần phải lưu ý với khả năng là có mưa dông, đặc biệt là tại khu vực ven biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau và khu vực phía Nam của Biển Đông bao gồm có cả quần đảo Trường Sa. Ngoài tầm nhìn bị hạn chế thì trong cơn dông cũng cần phải đề phòng với hiện tượng gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp của kênh VTC14. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.